Bác sĩ kính chào anh chị. Hiện tại Thắng đang có mặt ở bãi xe cũ của công ty Toyota Tân Cảng. Có khoảng độ hơn 100 xe để phục vụ anh chị đang có nhu cầu. Và những dòng xe chủ lực như là Innova, số sàn, số tự động, đời từ 2012, 2013 trở lên. Fortuner thì có máy dầu và máy xăng dành cho anh chị chạy gia đình nè, hoặc là chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ. Toyota Camry, mẫu cũ, mẫu mới. Vios, Corolla Altitude và nhiều dòng khác nữa. Thì tất cả những xe này đã được bên Thắng kiểm tra chất lượng 176 hạng mục theo tiêu chuẩn Toyota Việt Nam. Và sau khi mà anh chị mua sẽ được bên Thắng bảo hành cho mình thêm 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số để anh chị yên tâm sử dụng. Anh chị có thể ấn vào nút xem xe phía dưới góc màn hình để tham khảo tất cả những mẫu xe cũ bên Thắng đang có, hoặc là gọi điện thoại cho Thắng đặt hàng trước cái mẫu xe mà anh chị đang tìm. Khi nào có xe về, Thắng sẽ chủ động liên hệ để cho anh chị sớm sở hữu được một chiếc xe phù hợp nhất. Thắng cũng rất cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ Thắng trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng sẽ được hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều.